anh em. Hiện tại mình đang có mặt tại một cái web game lậu đó là tthzw.me/2.88. Cái web này thì mình cũng đã từng làm một cái clip rồi. Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cái web này để mình làm một clip cực kỳ đặc biệt theo như thông tin mình nhận được của một bạn đó là bạn Duy Thái. Thì cái web này là chúng ta tạo ạ. Chúng ta sẽ có được xem tốc độ 100%. Rồi thì mình cũng muốn vào test thử coi sao như thế nào, và mình cũng giới thiệu anh em cái web game này. Kèm theo đó thì hướng dẫn anh em tạo tài khoản và dẫn xem như thế nào luôn. Ok, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Và đầu tiên thì mình gửi đến là chúc anh em một ngày vui vẻ tuyệt vời. Xem clip mình thì nhớ like, video, subscribe đăng ký kênh và đừng quên cái quảng cáo nhiệt tình ủng hộ mình nha. Thế nên mình kiểm tra hình như là cái tai phone của mình nó nói được nghe có một bên. Không biết là anh em có nghe được hai bên không? Chứ mình nghe được có một bên thôi. Rồi ok. Quảng cáo đâu mất tiêu hết trời. Chán thiệt chứ anh em, dạo này quảng cáo nó mất hết trơn rồi. Bây giờ mình buồn lắm men. Đấy, chỉ còn một quảng cáo rồi thôi. Anh em nào kích được thì kích nhiệt tình cho mình đi. Đến khi mà không còn lít được nữa thì lúc đó mình rất là buồn đấy. Mình dắt đơn giản rồi thôi. Mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình. Rồi, link web mình sẽ để phần mô tả nha. Bây giờ các bạn vào, các bạn vô zone này đăng ký. Còn ở bên màu cam là đăng nhập. Bây giờ mình sẽ đăng ký một cái nick sẵn tiện cho anh em luôn. Mình vào cái đầu tiên. Và cái đầu tiên nha các bạn. Vũ hay tặc Jimmy, cái tặc VHT Jimmy. Ồ, có người sử dụng rồi. Thì 123. Rồi, mật khẩu là vua hải tặc. Chữ vua hải tặc nha các bạn. Ok. Đấy, đăng ký rất đơn giản thôi, cũng không có gì khó. Sau khi đăng ký xong các bạn phải đăng nhập nha. Sau khi đăng ký xong các bạn cần phải đăng nhập vào game luôn để tạo một cái gọi là nhân vật. Sau khi tạo nhân vật xong thì các bạn mới có thể nhận quà được. Thế như mình biết thì nó sẽ cho rất là nhiều vàng ở bên chỗ cái hộp này. Chưa có nhân vật nữa bạn cho nên nó chưa hiện ra, anh em cứ từ từ đi. Hiện tại thì đang truy cập vào, sau đó mình sẽ tạo nhân vật xong thì có nhân vật thì nó mới có cái để nó gửi vàng vô. Chứ các bạn không tạo nhân vật thì không có nhân vật thì làm sao mà nó gửi vô được. Chính xác là như vậy. Ok man, lẹ nào anh em. 1v1v1v1v1v. Anh em nhớ like video, subscribe cái kênh thì cái quảng cáo nhiệt tình cho mình nha. Để mình có cơ hội được tặng có yeah cho anh em. Và server đang bị đơ luôn rồi. Mình phải đi reset lại. Ôi, bị gì vậy trời. Đúng lúc mình làm clip mình đã bị gì vậy? Mày đùa tao à? Vô. Ra lệnh cho mày phải vô gấp. Bằng mũ rơm thầy trẻ trâu này anh em. Hiện tại là Frankie bị gãy cổ rồi cho nên nó phải nhìn theo cái hướng như vậy. Còn lại các nhân vật khác đều bình thường. Thôi mình tắt nhạc luôn nha anh em. Không có câu anh em lại kêu là không nghe được mình nói. Ủa bị gì ra anh em? Bị gì vậy? Trời ơi. Mình không tin được. Có vẻ như web đang bảo trì chăng? Lần này không được rồi, mình sẽ truy cập vào server 2. Buồn ngủ quá. Ngồi chờ anh em. Mình ngồi chờ đợi thôi, giờ biết sao. Với cái tình hình mà kiểu này là biết không vô rồi á. Ok, tắt. Chỉ cập server 2. Cái thứ hai mình thấy nó của y chang cái thứ nhất rồi. Nó không có gì khác đâu anh em. Cũng một gạch. Ô, cái này khác. Cái chữ nè. Chữ cuối cùng là khác. Ê, hai chữ luôn. Khác hai chữ. Đâu rồi. Nhưng mà không biết có vào được hay không thôi. Cái này mình có niềm tin hơn nè anh em. Đó. Vậy là chọn vào cái thứ hai nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ tạo nhân vật. Các bạn tạo một cái nhân vật nào đó bất kỳ cũng được. Tên thì các bạn có thể lập tên cho riêng mình. Rồi sau khi tạo nhân vật xong thì các bạn vào và nhấp mấy cái đi cho nó có nhân vật. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển vàng vô. 96%.
97, 98, 99. Lọc thế. Web đầu nhớ mình có làm rồi. Bây giờ mình copy cái dòng link đó mình đưa ra đây, mình nhấp là bảo đảm có clip của mình nè. Game gì đây, không biết chuyện được chưa ta. Mình vừa tạo xong nhân vật rồi đó, reset lại xem sao. Có nè anh em, chúng ta được tặng vàng nè, hình như là khoảng 200.000 đấy. Sau đó các bạn nhấp vào đây, các bạn chuyển vàng đúng không, 200 vàng mà sao không chuyển được là sao. Đây là S1 mà mình đâu chơi S1 đâu. Đây được rồi nè các bạn, vô được rồi nè. Đấy, đây là những cái gói mà nó tặng mình nè, các bạn nạp tiền các bạn được ra sao nè. Để mình coi xem tóc đỏ nằm ở chỗ nào mà thanh niên nói với mình là sẽ được xe tóc đỏ. Đây nè, xe tóc đỏ đây phải không? Chắc là đây rồi anh em. Lắc quá. Bây giờ mình sẽ chuyển vào game nha, chọn móc 200.000 go. Rồi xong rồi đó, được chưa, sao nó vẫn còn đây vậy. Rồi hết rồi đó các bạn. Rồi được rồi nè các bạn, được luôn rồi, trực tiếp vô luôn. Đấy, đây cái rương đầu tiên là các bạn được cái này, một cái hộp gì đây nè, cái con megalo gì đây, cũng khá là nhiều. Bên hai là bạn sẽ có xe tốc đỏ và ông Kinemon. Đấy, đây là web game, phải nói là chỉ cần tạo ạc là các bạn sẽ có xe tốc đỏ. Hi hi, lĩnh phần thưởng, lĩnh phần thưởng. Đấy, rương thứ ba chúng ta có gì không? Wow, rương thứ tư chúng ta có ai? Aoki, Nami và một cái lệnh triệu tập không? Cái này giống lệnh triệu tập đâu là mình giàu vậy? Rau trắng luôn nè. Đó, nạp tiền kinh dị quá. Ủa, cái sao cái rương cuối được có như này này? Xe tốc đỏ này mới là xe tốc đỏ thứ dữ nè. Phải, rừng cuối được có cơ không biết gì vậy. Sao có sự nhảm không nhẹ ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở mát túi cái rương này ra. Đấy, cho nó thoải mái nè. Vàng không thiếu, nó cho ưu đãi chúng ta rất là nhiều vàng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500 triệu vàng. Chưa tính nãy giờ, 500 triệu, khoảng 500 triệu anh em. Đấy, giờ chúng ta chỉ cần chiêu mộ ổng, chúng ta chỉ có xe tốc đỏ thôi. Năm cái hộp này là gì mình cũng không biết, mình mở thử. Vậy là một bộ 90. Còn cái hộp này thì sao, 130 hả? Đúng rồi, báu vật. Báu vật của râu trắng. Rồi, còn cái hộp này là gì đây? Danh hiệu. Nhận cái danh hiệu. Cái này là cũng là danh hiệu nè. Rất nhiều danh hiệu nha các bạn. Quá trời luôn. Nhưng mà không tăng lực chiến là sao? Cũng chỉ là buồn cười nè. Cái này là dây bảo thạch hả? Wow, tiếc là làm sao để lên cấp ta. Mình không biết cách lên cấp. Phải lên cấp thì chúng ta mới đeo được chứ. Không biết là nó có gửi vật phẩm cho mình đâu. Không có gì hết. Đồng đội đâu? Chúng ta vẫn chưa được xem đồng đội. Bây giờ mình cần đi làm một ít nhiệm vụ đã. Vậy là nhiệm vụ sau đó mới chúng ta mới lắp đồng đội vô được. Ôi thật đáng lòng, thanh niên còn lâu lắm chúng ta mới thấy được sen. Nhưng mà nói chung là như vậy đó các bạn. Các bạn đã có sen và Kinemon, chỉ cần đánh vài tên lính rồi thôi, sau đó là bạn mang được sen tóc đỏ đi đánh nhau. Ôi, mình vẫn chưa thấy được mặt sen tóc đỏ, mình rất là cây cú nha. Ok anh em cố gắng nào, mình vẫn chưa thấy được hình của sen tóc đỏ nữa nè. Anh em nào muốn thấy thì có thể truy cập vào link web này rồi sau đó đăng nhập cái nick của mình mà chơi nha. Nick của mình thì nãy mình đã nói rồi, tài khoản là vht zm123, mật khẩu là vua hải tặc.
đem vào đem đánh mấy thanh niên lính này, đến khi nào có cái hệ thống đồng đội là bạn có thể thấy được xe đồng đội thôi, chắc chắn rồi. Nãy mình vừa nhận rồi, web game này là web game chỉ cần tạo ạ, các bạn sẽ có được xe tốc độ. Anh em nào mà từng mơ ước có xe tốc độ với nhau thì đây là một cái web game rất là thuận lợi cũng như ưa chuộng cho anh em đấy. Ok man, ngoài lắc luôn rồi, cuộc đời đấu đớn thì chứ chơi được chưa, được chưa, được đã mắc chết là lắc rồi. Ok, reset lại game xem sao, coi thử truy cập vào nó có gì hay ho nha các bạn. Hay là lắc luôn. Ui giời ơi. Mình sẽ để lên web với phần mô tả, anh em cứ yên tâm. Vô đây, vô đây, vô đây. La la la. Cái game này của bạn lúc mà đăng nhập vô nó hơi bị lỗi chút, hơi khó nhập. Ôi, nói thiệt luôn, nãy giờ mình đăng nhập chục lần vô được có một lần rồi. Bây giờ có nhân vật rồi mà nó vẫn lắc, thậm chí có thể nó bị zoom, nó bị zoom, thấy chưa, nó bị vẫn bị zoom như thường anh em, buồn thiệt chứ, cứ đơ đơ mình bực bội lắm luôn á. Trời ơi là trời. À, do rồi mừng quá anh em ơi, nói thiệt mỗi lần vô được là mình mừng lắm luôn á. Ok, giờ mình sẽ xem chùm server coi sao. Ủa vậy là vẫn chưa đánh được thanh niên kia, mới vô nó cho VIP 10 nữa bạn, thậm chí là về sau nó có thể cho các bạn VIP 12 đấy. Ở bên server này thanh niên cao nhất là 13 triệu lượt chiến, 13 triệu 8, gần 14 triệu. Mình sẽ xem đồng đội của thanh niên này coi sao. Ủa, cái đồ rèn gì đây dữ vậy, mình chưa thấy bao giờ. Cái đồ rèn này anh em thấy chưa, mình là mình chưa thấy rồi đó, khá là đẹp đấy. Bên đồng đội thì mình thấy được hai nhân vật chính, hai cái cấp 5. Đây là thằng xe tốc độ dữ dằn nè các bạn, chứ không phải là xe tốc độ tầm thường đâu. Và bên web lậu thì nó cũng 3K là hết cỡ, nó không thể nào lên được 4S nha, buồn thiệt chứ. Mấy cái đồ này đẹp ghê anh em, vàng khe luôn. Ngọc gì đây, ngọc gì 300% luôn ghê. Bên chân hai thì mình vẫn chưa thấy được lính. Có hai xe tốc độ luôn các bạn, đây là rất là xe tốc độ VIP nè. Còn xe tốc độ này chắc là xe tốc độ nhận cái sự kiện giống như mình đó, đúng rồi, xe tốc độ này. Ai xe tốc độ nè, xe tốc độ hút chất ra. Còn xe tốc độ này là sao, từ anh em mới đang lắc. Xe tốc độ đứng cầm nón hút chất ra, không có dòng thương hiệu ngay người. Còn xe tốc độ cùi bắp này không biết hình dạng sao, nó vẫn đang lắc, mình vẫn chưa thấy được. Bên trang hai thì cũng vẫn chưa thấy luôn. Đây là râu trắng, đầu trắng, đầu trắng nhưng vẫn hiển thị là xe tốc độ. Ê, lắc quá, cho tao thấy miếng nào. Ấy, mất tiêu luôn anh em ơi, buồn thiệt chứ. Để mình vô lại cái. Vô lại giống như là mình vô lần đầu tiên á, nó vẫn lắc như thường. Mà bây giờ có hai con. Trời ơi, lắc quá. Mình cay cu thì chứ. Thôi, dẹp. Thì cái em đã lắc lắm luôn á. Thôi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nói gì em có thể chỉ cập vào và em xem từ từ, có thể là do máy của mình lắc quá mình không coi được. Máy của bạn mạnh hơn thì có thể xem được. Rồi, link web mình sẽ để phần mô tả và em nhớ like video, subscribe mình cũng như lấy quảng cáo nha. Ok, quảng cáo đâu, quảng cáo đâu. Đây. Rồi, quảng cáo chỉ còn một cái này thôi. Anh em nhớ lúc cho mình. Còn những bạn xem trên điện thoại di động á, thì nếu mà có quảng cáo và bỏ qua 5 giây video, quảng cáo game, quảng cáo này nọ, có 5 giây bỏ qua thì bạn xem giúp mình khoảng 10 đến 15 giây rồi hãy bỏ qua nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Lặt vải trưởng. Chờ mà mình buồn ngủ luôn á.